Đây là cái bàn chải đắt nhất từ trước đến nay của tôi. Thì em gái tôi ở bên Phần Lan bảo là bàn chải này dùng rất là hay, nên là hôm nay mua thử xem nào. Để đập hộp nha. Mở hộp thôi. Tôi mua cái hộp này thì được tặng thêm cả cái kem đánh răng nữa. Đây là bàn chải rẻ nhất của Orbi Oranbi. Cái hộp đây, bên trong được tặng thêm cái bàn tiếp kem đánh răng. Đấy. Bóc kiểu gì đây? Em gái bảo tôi là dùng cái này đánh răng nó sạch. Gói chặt thế. Bên trong bọc lớp xốp rất cẩn thận. Đây là cục sạc này. Đây là cục sạc cho bàn chải. Tị đánh răng thử luôn xem như nào. Em có sướng hơn là đánh răng thủ công. Đây chính là chiếc bàn chải này. Chiếc rất là xinh xinh, gọn gàng. Chỗ này màu ghi. Này thì là loại rẻ nhất nên có một chế độ thôi. Cái này tôi thấy nó đề ở vỏ là khuyến cáo của các bác sĩ là đánh răng 2 phút là sạch rồi. Thế nên là cái máy này khi mà mình đánh ấy, nếu mà quá 2 phút thì tự nó dừng. Đấy, nó hay ở chỗ đấy. À đây là cái đầu bàn chải này. Lắp kiểu gì? Sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn dài ngoằng hơn. Rồi bây giờ tôi sẽ lắp vào và đi đánh răng thử nhá. Tôi vừa lắp được rồi này, mọi người xem nó hoạt động này. Ấn nút này. Khi đánh mình cho cái thuốc đánh răng vào cái đầu bàn chải này. Xong rồi ấn nút này phát. Đấy. Nó xoáy này, có độ rung này. Thế cho vào mình đánh bên trong thôi. Kêu to quá. Rồi bây giờ đi đánh thử nhá. Tắt ở đây. Bây giờ tôi sẽ thử đánh nhá. Rửa qua này. Cho thuốc vào đây. Tôi chưa bao giờ đánh cái này bao giờ. Hôm nay là lần đầu tiên dùng bàn chải máy xịn nhất từ trước đến nay. Chắc chỉ cho một chút.
Mọi người nên mua cái này thử nhá. Orange Pro, cái này chống nước nha. Đừng để dây nước vào đây, tôi để dây đầy đây này. Phải lau ngay.